Chào các bạn Hôm nay ta bắt đầu tiếp tục với cái lệnh rất là thường gặp trong Simatron Cái thiết kế cơ bản là lệnh Revolve Thì mình sẽ dựng cái lệnh Dùng cái lệnh đó mà dựng hình một cái chi tiết dạng trục như thế này à, Chúng ta bắt đầu Đầu tiên là dựng mặt dẫn mặt phẳng chuẩn trước Và ta dùng dựng mặt phẳng front để giải phát các bạn chú ý khi vẽ thì mình nên lợi dụng cái uset của mình á là một cái chuẩn trước để mình loại được một kích thước ra định vị thì là được từ cái bậc của nó nha đây lên đây lên đây lên một bậc nữa các bạn có chú ý khi vẽ nó sẽ ra những cái này gọi là những cái ràng buộc nó nó gợi với mình nè à. thì nếu như các bạn ok cái này nó sẽ có những ràng buộc và đôi khi nó sẽ bị dư mình cả kéo nó qua anh tới cho nó khỏi mất cái ràng buộc đó đi đó như thế này nha rồi mình kéo qua đây kéo xuống rồi mình ok mình kéo nó về đây rồi sau đó thì mình ghi kích thước và để tránh cái việc là xem đông tự động tạo tạo kích thước cho mình á thì mình bỏ cái chức năng này đi sau đó mình ghi kích thước thì với chi tiết tròn xoay á để ghi thước đường kính á thì mình giải cái đường tâm trước khi đó mình chọn cách ghi kích thước chọn một điểm và chọn cái đường tâm á nó sẽ là kích thước đường kính cho mình thay vì là kích thước bán kính dù anh này là 55 nè tương tự như vậy anh này tới anh này là 59.5 tiếp đường tâm và anh này ảnh ra là 60 rồi cao hơn nữa với đường tâm thì ảnh là 65 và cái anh thấp một tí này á thì ảnh là 60 rồi các bạn thể kéo nó gì cho dễ nhìn nha dụ tôi sẽ kéo nó này ra đây một tí nè cho dễ nhìn đó anh này cho dễ nhìn tí hoặc là mình kéo lên trên gì luôn cũng được đó rồi các cái thứ chiều dài bao gồm anh này anh dài là 100 Anh tiếp theo là 55 Anh này là 82 Rồi chú ý đây là mình đang dùng lệnh vẽ trong một trường sketch để mình dựng hình thôi Cái việc mà muốn vẽ đó sẽ là trong một trường ra win sau thì cái nguyên sẽ đẹp hơn đầy đủ cái dung thông số và dung sai độ nhám thì đầy đủ hơn có đây mình chỉ dùng để dựng hình thôi các bạn Cho nên mình chỉ cần vẽ được cái tiết diện mình đúng là ok rồi Cái việc bố trí này không quan trọng Ta những nút update nè đó ta có hình như thế này sau đó ta ok và nút phải chuột chọn là new revolt ta có cái hình cái trục đầu tiên rồi sau đó thì ta vác c2 cho hai cái mép của trục ta dùng định chamber 2 ly rồi bây giờ ta đi vẽ cái đảnh than thì cái đảnh than này bắt buộc ta phải có một cái mặt phẳng nó song song với mặt phẳng xy này, này thì ta dùng định là plan parallel chọn anh này ta có thể nhập số vào nghĩa là cái đường kính là 55 thì mình chia hai được 27.5 nhưng ta không biết ta có thể chọn chức năng là paypal và ta đích một điểm trên đây rồi ta dùng nó là một giải pháp dụ như anh này rồi ta vẽ cái hình chữ nhật sau đó chuyển sang Circle ta vẽ cái hình tròn Dùng lệnh Trim Bỏ bất anh dư Thế là mất cái đoạn một tiếp tuyến rồi các bạn Mình add cái vào Cho anh này với anh này tiếp tuyến Và cái anh này, cái tâm vòng tròn này nè Với cái Usage này á, là nó cùng có tung độ Ta ghi kích thước Dimension Cái anh này thì là 16 16 rồi cái từ đây tới đây tổng chiều dài là 90. Tôi thấy nó bị dư một tí thì mình sẽ trim bỏ nó đi nè. Rồi. Sau đó mình dùng lệnh là remove extrude để mình cắt nó xuống. À, ở đây mình sẽ cắt xuống là kích thước họ cho mình là 49 có nghĩa là 55 nghĩa là cái này sâu xuống là 6 ly. Mình ok. Rồi tương tự như vậy ta cũng tạo một mặt phẳng mới parallel song song với cái anh này và đi qua cái điểm trên cùng của cái anh này điểm trên nha các bạn đây cạnh cạnh trên sau ta ok và dùng nó là mặt giải pháp luôn để ta vẽ cái đảnh thang cho bên cái cạnh ở đây chọn nó làm chuẩn sau đó vẽ hình chữ nhật và cái dây đại gì đi chuyển sang nút phải chuột chọn sơ cô vẽ anh này nút phải chuột chọn trim bỏ bắt nhanh dư anh này mất ràng buộc thì mình thêm ràng buộc lại bằng cách là chọn anh này và anh này mình chọn là tiếp tuyến rồi sau đó ghi kích thước cho ảnh anh này là 18 và yêu cầu bây giờ là cái điểm này và cái anh này của mình á là nó cái chú ý chưa ít nè là phải ra cùng cái hoành độ và wow, nó dài quá ha. à cần z lại xem nè ghi cái thước cho nó trước đi ví dụ như là mình ghi cái thước là từ anh này tới anh này á chỉ được dài 90 thôi và sau đó mình ép nó là cái anh này và cái anh này là nó cùng cái hoành độ ui nó bị dư thì mình xoay vào hướng nhìn của mình nè à như vậy là cùng tung độ mới đúng mà thì mình cho là cái anh này và cái anh này là cùng cái tung độ rồi tại sao nó chưa màu hồng cách dễ nhất để biết là sao này các bạn cứ nắm những cái nốt những cái điểm của nó đó các bạn kéo thử các xem nha chỗ này nè đó nắm kéo thử là nó nó chưa có trùng nha nè cho nên mình lại trùng rồi nè anh này thì lại nằm nghiêng thôi tham nè ảnh ảnh chưa có thẳng đứng nè nghiêng nghiêng như vậy được có nghĩa là các bạn cho cái đằng buộc thẳng đứng vào đây cái nữa rồi là nó màu hồng sau đó thì anh này sẽ đục xuống một cái lệnh dùng lệnh remove extrude mình đục xuống 7 Ok Rồi là mình có cái trục Thì trên cái trục này á Nó có một cái lỗ ren Và cái hiệu ren của nó nó ghi là UNC 3 phần 4 10 Thì đồng sẽ vẽ cái này trước Thì để tạo lỗ á Đầu tiên vô mình phải chọn một cái điểm chuẩn trước Các bạn dùng chức năng tạo pon Và bắt cái lỗ cái điểm chính là tâm của cái hình tròn này Các bạn ok sau đó thì mình đi tạo lỗ bằng lệnh hold các bạn để vào đây thì do cái đơn vị của mình bây giờ đang là mm mà các bạn muốn vẽ cái lỗ ren theo chuẩn tiêu chuẩn mà cái ren unify của của mỹ á thì các bạn phải chuyển sang đơn vị là in nó ghi là 3 phần tư có nghĩa là 0.75 thì các bạn gõ vô ví dụ như là cái đường kính là chấm 75 các bạn có là nhân cho 25.4 nó sẽ là cái đường kính cái chiều sâu của lỗ này thì cái phần làm ren của nó nó ghi là 45 có nghĩa là cái phần rổ nó phải dài hơn được cho 52 đi đó, nó dài hơn một tí rồi nó không có con boy gì cả các bạn ok nó có lỗ giờ vì các bạn đi gắn ren nè để mà gắn ren đó, thì các bạn vô cái chức năng là thiết sector và mình chọn cái cái đường kính này trước sau đó thì mình chọn chức năng là cái chiều dài ren mình nó không làm suốt đâu hồi nãy mình gõ vào cái chiều dài là 52 nhưng mà chỉ làm ren á là khoảng 45 thôi và mình chọn tiêu chuẩn ren là bên đây các bạn chọn tiêu chuẩn là UNC các bạn chọn UNC OK thì ở đây á nếu các bạn để chế độ tab á nó sẽ là 7 7 phần 8 còn nếu các bạn chọn chế độ là true thì nó sẽ thành là một cái là ren mình chọn đường kính để đường kính chân ren các bạn mình gõ vào đường kính đường, mình của mình đường kính chân ren á nó ra như thế này thì mình OK đó là cách mà gắn ren trong xi trong rồi Tôi vừa hoàn thành cái bài tập hướng dẫn các bạn dùng định Revolve trong chi tiết đơn giản dạng trục và cũng như lệnh hâu một số lệnh nhỏ nhỏ như là hâu hoặc chamber và gắn ren cho nó. Rồi, cảm ơn các bạn.